khổ thân Triệu Lộ Tư, co do giữa trời không độ cũng gây tranh cãi. Tham dự sự kiện mới đây, Triệu Lộ Tư co do khi diện váy gợi cảm giữa tiết trời lạnh giá. Dù chỉ cởi áo khoác một lúc trong thời gian chụp ảnh trên thảm đỏ, nhưng cô liên tục run rẩy, ôm vai, co chân vì trời quá lạnh. Có một số người nghi ngờ cô cố tình làm màu vì hành động khoa trương so với những ngôi sao khác tại cùng sự kiện. Nhưng cũng có người lên tiếng bênh vực diễn viên trẻ, cho rằng mức độ chịu lạnh của từng người khác nhau. Có thể Triệu Lộ Tư là người không chịu được lạnh, nên cô luôn mặc áo khoác ấm áp ở hậu trường, thậm chí còn từng quên cởi áo khoác khi lên nhận giải. Nhiều người không ngại phong tặng cho cô danh hiệu mỹ nhân sợ lạnh và cảm thấy thật